Dương Mịch cúi gập người 90 độ xin lỗi đạo diễn, lý do đằng sau gây tranh cãi. Sáng ngày hôm nay, truyền thông xứ Trung xôn xao bàn tán về hình ảnh mới của Dương Mịch, được ghi lại tại phim Trường Định Luật Tình Yêu 80/20 cô đang tham gia. Trong hình, nữ diễn viên cúi gập người 90 độ xin lỗi đạo diễn rối rít. Rất nhiều fan đặt câu hỏi lý do vì sao mà Dương Mịch phải làm vậy. Trang Sina đã hé lộ nguyên nhân lý do vì sao mà Dương Mịch lại có hành động này. Trước buổi quay, nữ diễn viên có đi ghi hình sâu truyền hình trốn thoát khỏi mật thất. Vậy nhưng vì gặp trục trặc về lịch trình bay, máy bay hạ cánh trễ dẫn đến việc Dương Mịch không đến kịp giờ buổi quay chiều của phim trường, gây ảnh hưởng tới ekip. Chính vì vậy, ngay khi vừa đến nơi, Dương Mịch đã rối rít cúi người xin lỗi đạo diễn, nhanh chóng thu xếp để làm việc tiếp. Mặc dù việc chậm trễ do yếu tố bên ngoài tác động, nhưng Dương Mịch vẫn chủ động nhận lỗi và không ngại sự soi mói từ mọi phía. Điều này cho thấy cô là một diễn viên biết chịu trách nhiệm và có cách ứng xử rất đúng đắn. Qua đây, Dương Mịch một lần nữa cho thấy cô không chỉ chăm chỉ mà còn nghiêm túc. Khi làm việc trong môi trường tập thể, hai đức tính này là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, netizen xứ Trung bày tỏ ý kiến trái chiều. Hành động nhỏ chứng minh cô ấy là người lễ phép. Dương Mịch cư xử đúng mực ghê, đáng hoan nghênh. Tôi thì thấy đây là vấn đề nổi cộm của showbiz hiện nay. Các nghệ sĩ chạy show quá nhiều và chồng chéo, ảnh hưởng tới việc chính là đóng phim. Dương Mịch nên cải thiện kỹ năng diễn xuất cho tốt, đừng để bị ném đá nữa. Tình trạng chung gây ảnh hưởng tới hiệu suất công việc rồi. Quả thật, Dương Mịch giờ đây đang là nghệ sĩ đắt show của làng giải trí xứ Trung. Cô liên tục xuất hiện trong các show truyền hình ăn khách, đồng thời đảm nhiệm vai chính trong các bộ phim hot đang được khởi quay. Điều này vô tình trở thành con dao hai lưỡi đối với Dương Mịch. Định Luật Tình Yêu 80/20 là dự án phim mới của Dương Mịch sau tác phẩm Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân. Trong phim này cô đóng cặp với Hứa Khải. Tác phẩm trên có mô típ cũ, kể về câu chuyện kết hôn trước rồi mới nảy sinh tình cảm yêu đương. Giữa năm 2020, khi tin đồn Dương Mịch và Hứa Khải đóng cặp cùng nhau trong phim mới xuất hiện, cư dân mạng đã nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Vẫn là câu chuyện chênh lệch tuổi tác, nhiều người cho rằng Dương Mịch đã quá tuổi để đóng cặp với trai trẻ Hứa Khải. Tuy nhiên, trong sự kiện xuất hiện cùng nhau, tương tác của cả hai lại vô cùng tốt, cảm giác couple cũng rất chân thật. Điều này đã khiến cư dân mạng phần nào thay đổi suy nghĩ. Trong phim Định Luật 80/20 của Tình Yêu, Dương Mịch và vai nữ luật sư độc thân Tần Thi, một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư yêu cầu đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi là Tần Văn Vũ là một gã không nỡ, chưa được sự cho phép của Tần Thi đã thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi thành đã kết hôn rồi thêm cho người chồng chẳng hề tồn tại. Tần Thi không biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức.